Vâng, như vậy là chào xuân mới, du lịch Việt Nam tiếp tục khởi sắc khi mà liên tiếp nhận tin vui về hoạt động đón khách tại nhiều điểm đến. Các tỉnh, thành phố đều có chương trình vui chơi hấp dẫn để tăng trải nghiệm cho du khách. Các hoạt động du lịch tiếp tục hoạt động sôi động trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày. Và với những tín hiệu vui ngay dịp Tết Nguyên đán này, ngành du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc, trong đó sẽ đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2024. Ngay từ đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh cả ở tuyến đường bộ, hàng không và đường thủy. Thống kê sơ bộ, từ đầu tháng 1 đến nay, công ty này đã phục vụ lượng khách gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này tôi nghĩ là một phần là do những cái chính sách mà nới lỏng visa của nhà nước của mình đã triển khai từ giữa năm khá là tốt và nó kích thích khách du khách đến Việt Nam, và chúng tôi cũng có được cái sự chuẩn bị khá là kỹ lưỡng để mà chúng tôi có phục vụ một lượng khách lớn đến như vậy. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 2, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng trung bình ước đạt khoảng từ 45 đến 50% tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch. Nhiều địa phương trọng điểm thu hút lượng khách đông, mang lại nguồn thu lớn từ hoạt động du lịch. Trong thời gian tới, chúng ta có rất nhiều điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể tăng cái lượng khách trong thời gian tới. Và chúng tôi đánh giá rằng là năm 2024, du lịch quốc tế đến Việt Nam có thể đạt tới 15, 16 và thậm chí chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ hồi phục lại con số 18,5 triệu so với năm trước dịch là 2019. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương đều có những sản phẩm du lịch mới. Thông qua công tác xúc tiến, quảng bá và làm mới sản phẩm, tạo điểm đến an toàn, lượng khách đã được tăng cao, lượng khách lưu trú tăng cao với những con số ấn tượng. Khách nước ngoài đến Việt Nam nhiều hơn, tìm hiểu về văn hóa Việt và phong tục tập quán của người Việt, Tết Việt. Đây cũng là cơ sở để ngành du lịch đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách trong năm 2024. Trong năm 2024, thì chúng ta cần phải tập trung khai thác có hiệu quả những cái thị trường truyền thống của du lịch Việt Nam, đặc biệt là trong khu vực Đông Bắc Á, ví dụ như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và trong khu vực ASEAN. Đồng thời là chúng ta cũng cần phải tập trung vào những thị trường mà trong thời gian vừa qua thì du lịch và hàng không đã có sự kết nối lại, ví dụ như là thị trường Úc, New Zealand, thị trường Trung Đông, thị trường Ấn Độ. Đây là những thị trường mới nổi và đang có cái dư địa phát triển rất là mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải xúc tiến mạnh mẽ và khai thác được cái thị trường từ Bắc Mỹ cũng như là châu Âu. Đây là những thị trường có cái sự phát triển tăng trưởng ổn định, tuy nhiên là những thị trường mà có khả năng chi tiêu cao. Mặc dù thị trường quốc tế đang có đà tăng trưởng tốt, nhưng theo nhiều chuyên gia du lịch, số lượng khách tăng có thể là vì đang trong mùa cao điểm đón khách quốc tế. Đến mùa hè, lượng khách quốc tế có thể sẽ giảm. Vì thế, để kéo được khách quốc tế đến Việt Nam cả 4 mùa trong năm, nước ta cần phải có những chiến lược mới trong xây dựng sản phẩm và phương thức quảng bá.